Baby bus. Người bảo vệ ơi, nhà tớ rất bừa bộn, tớ rất buồn. Hãy dọn dẹp nhà cửa nào. Ồ, bồn cầu bẩn quá và trên sàn đang có đầy bọ. Vui lên đi bố ơi, để đó cho con. Đến và hút hết những con bọ. Chạm vào con bọ để nguội nó đi. Xịt nước tẩy rửa vào bồn cầu. Nhìn vào lũ vi trùng kia, mau diệt chúng đi. Ổn ở bồn cầu, hãy kiểm tra xem. Ống nước không hoạt động, hãy sửa nào. Sửa xong bồn cầu. Làm tốt lắm. Vì hiện nay là phần thưởng cho bạn. Giấy dán tường bị rách và bức ảnh cùng bị vỡ. Đừng lo lắng bố ơi, con tới đây để giúp bố. Hãy bóc giấy dán tường ra trước, xách cả phần còn sót lại. Đặt tròn giấy dán tường mà bạn thích. Dán giấy dán tường bằng cách kéo xuống dưới. Đến và ghép thành bức ảnh. Một lỗ trên tường trước. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Huy hiệu này dành cho bạn. Tủ lạnh và máy ép trái cây bị hỏng. Đừng lo lắng bố ơi, con tới đây để giúp bố. Làm tan băng trong tủ lạnh.
loại thực phẩm và cháo vào tủ lạnh. Cho bánh răng bị hỏng vào thùng rác. Bôi dầu trơn để chảy các bánh răng. Làm tốt lắm, thì hiện nay là phần thưởng cho bạn. Ừ, tại sao ngôi nhà cho thú cưng lại tồi tàn thế này? Đừng lo lắng bố ơi, con tới đây để giúp bố. Hãy nhồi bông vào đệm nào. Đẹp lại. Chọn màu bạn thích. Phun sơn màu thớt đẹp cho ngôi nhà của chú cún. Hãy đưa thú cưng vào nhà của chúng nào. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Huy hiệu này dành cho bạn. Ừ, hãy nhìn mớ hỗn độn trong sân kìa. Đừng lo lắng bố ơi, con tới đây để giúp bố. Hãy nhổ cỏ ở sân nào. Bảo bố ba trong một cây con. Cắm cọc đỡ cây con. Chút. Tỉa lá héo.
là tốt lắm. Vì hiện nay là phần thưởng cho bạn.